Xin chào mọi người và nhất là những cô nàng sinh năm 1983 tuổi Quý Hợi. Đây là video clip anh làm về cái vận hạn cũng như cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với cái tuổi Quý Hợi của các nàng. Thì thật sự mà nói á, thì năm ngoái á, thì mình nói là tuổi xấu nhất là tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Tuy nhiên năm nay á, thì nó sẽ rời xuống cho tuổi của các bạn nữ này, có thể nói là xấu nhất trong lục thập hoa giáp dành cho nữ sinh năm 1983 Quý Hợi. Tại vì sao? Tại vì năm nay là sao mạng, tất cả mọi thứ đều không có được tốt đẹp. Tuy nhiên là cũng có một cái số may mắn là anh đã tìm hiểu thêm ở bên trong, thì có những cái do là cái chữ quý, thiên can nắm chữ quý của các em là gọi là quý nhân, quý phải, quý tướng và quý tinh, thì có nhiều cái sự cái tinh quân bên trong hỗ trợ cũng phần nào kéo lại một số ít thôi. Tuy nhiên là nếu mà xét cho kỹ thì năm nay cũng là năm cực kỳ xấu đối với cái tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 của các em. Thì đầu tiên hết thì chúng ta phải xem coi là sao mạng mọi thứ của các em sao của cái năm Kỷ Hợi 2019 này nó như thế nào. Thì năm 2019 thì nữ Quý Hợi sinh năm 1983, tức là 37 tuổi, tuổi là âm nữ, mạng thì gọi là, nếu mà mệnh thì các em là mệnh đại hải thủy, nước biển lớn, đại hải thủy âm, tức là nước biển lớn mà biển vào ban đêm ha. Gặp năm bình địa mộc âm luôn, cũng là một rừng vào ban đêm, là sinh xuất, tức là thủy sinh mộc mà xấu, chủ về hao tài và tốn kém sức khỏe, tức là sức khỏe mình có vấn đề nhưng không quá quá nặng nề, nó tốn sức thôi chứ không phải là bị nguy nan, bị nguy tới tính mạng của mình. Tại vì dù sao là sinh xuất vẫn hơn, đỡ hơn là bị, ví dụ giống như là thổ nó khắc thủy ha. Rồi sao á, là sao kế đô. Một cái tinh quân là cực kỳ xấu đối với nữ mạng, người ta nói nam la hầu nữ kế đô. Tuy nhiên là có một cái chút may mắn là kế đô này nó thuộc hành kim, thì là kim nó sinh thủy, cho nên là cái tác hại của nó cũng tương đối nhẹ nhàng hơn đối với người mà nữ thủy, mệnh thủy mà hướng nó. Rồi hạn thì là hạn thiên tinh, rối rắm tranh chấp. Một cái hạng này là dễ xảy đến kiện thưa và đáo tụng địch. Rồi đó, coi như là thấy mấy cái là thấy không ngon ha. Vận niên á, thì là một vận niên cực xấu, đó là vận niên cẩu cuồng phong, tức là chó đi dại rất là xấu. Thì cái vận niên này á, báo hiệu một năm không may mắn ha. Kém sức khỏe nè, nên giữ nguyên mọi việc như cũ, hạn chế cái việc thay đổi đổi giờ. Giữ gìn chữ tín với người, chọn cách làm ăn là chắc chắn, không nên tham gia những cái trò mà có tính đỏ đen may rủi. Rồi hạn chế mà gọi là đầu tư xuất tiền bạc, cho vay cho mượn là rất khó đòi ha. Mà người Quý Hợi thì đặc biệt lắm ha, anh có nghiên cứu sơ cái tụi này cũng khá nhiều, là như thế này là họ rất là nhẹ dạ, nghe người nào khang thang là móc ra hết, đưa hết và đưa đó thôi, thậm chí là vay cả nợ của người khác đưa. Thì như vậy là rất là cả hại ở trong cái năm 2019. Thiên can á, là chữ kỷ với chữ quý á, là kỷ nó khắc quý, gọi là tương khắc bất an, chủ về mọi công việc khó khăn đều không nên đầu tư vốn làm ăn, đi lại xe cộ nên cẩn thận ha. Chữ kỷ nó khắc chữ quý, mà thiên can mà của năm á tư khắc á, là nó ảnh hưởng nhiều đến công việc. Rồi địa chi, Hợi gặp Hợi là năm tuổi phạm thái tế, gia đạo khó yên, chủ về lời ăn tiếng nói thị phi, làm ăn buôn bán thì chớ nên hùng vốn làm ăn với người khác, chú ý là hao tài mất của, thậm chí là ảnh hưởng đến gia đạo chia tay, cho nên là cẩn thận. Đó là cái, có thể nói là cái vỏ ở bên ngoài của cái năm Kỷ Hợi đối với người Quý Hợi.
cái vỏ này nhìn vô là thấy toàn gì giống như vỏ sầu riêng ha, gai không à, không có cái gì ngon lắm, không phải như trái ổi mà ở ngoài ngon ngon ở trong có giòi không, không biết, nhưng mà bây giờ trái này là chúng trái sầu riêng rồi đó, cho nên là cẩn thận. À, mà cái này nó bao trùm bên ngoài, cái vẻ bên ngoài của cái năm này thì có vẻ xấu lắm. À, nhưng còn nó xấu tới cỡ nào thì mình phải xét đo sao tính hạn thì mình biết được. Thì cũng như đã nói ở một số video trước thì mình hay nhắc lại cái thiên tính của cái người mà tuổi Quý Hợi để ứng vào cái năm này mà dễ tính. Thì như đã biết là các nàng tuổi Quý Hợi sinh năm 83 là có thiên can mang chữ Quý, ứng với tánh tình thẳng thắn hiền lương, sống thì thành thật nhiệt tình, sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn với bạn bè dù là tài vật hay là tinh thần. À, và đặc biệt dễ xúc động, động lòng trước nỗi đau thương của người khác, đặc biệt là nghe người khác mà than thì không bao giờ biết từ chối, cái chữ từ chối đọc sao hết, có bao nhiêu cũng đưa cũng móc, và dễ bị người khác lợi dụng vào cái lòng tin của mình mà lừa gạt, hao bóng tiền tài ha. Các nàng bên ngoài á thì thuộc dạng là do chữ Quý làm nắm hành thủy nữa, cho nên có cái vẻ ngoài khá mềm yếu, gọi là hơi nhu hòa, nhưng bên trong á thì là một cái người gọi gì cứng rắn, đôi khi là cố chấp luôn, ít chịu nghe lời khuyên bảo của người lớn và thích tự làm việc theo ý mình. À, tuy không phản đối, các người Quý Hợi này thì không phải như những người mệnh hỏa, nó không phải là quạp lại liền ha, người mà chữ Quý này thì là không phản đối nhưng vẫn sẽ làm theo ý mình, nên thường bị thất bại vào thời tiền vận khi mà chưa có kinh nghiệm. À, sự nghiệp thăng trầm nhiều lần. À, cái từ mà trung vận tức là sau cái năm 40 thì là có nhiều kinh nghiệm mới có thể gọi là xây dựng tiền tài vững bền. Nhiều kinh nghiệm rồi ha, cho bạn bè mượn nhiều quá mà cái đứa nào mượn cái nó đi luôn thì nó đi luôn là lần sau đâu tới mượn được nữa. À, thì là ít bạn bè lại là bắt đầu có dư. À, thuận sanh thu đông thì là người dễ có cái tướng phú quý giàu sang, tình duyên thì êm ấm, có gia đạo khá là ổn định danh giá. À, ngược lại nghịch sanh lỗi số thì cuộc sống khó tránh khỏi thăng trầm. Muốn có tài lộc không phải là cái người mà lo nghĩ cơm áo gạo tiền, cái người mà Quý Hợi này thì nắm tài sản nhanh lắm. À, cho nên là có nắm thì cũng mất đi. À, mà thường là vào cái giai đoạn này là phải đổ mồ hôi sôi nước mắt thì mới có thu lợi được. À, nên là các nàng là nên chọn cái nghề mà gọi là dịch vụ phục vụ người khác, tại vì các nàng rất là mềm dẻo, các nàng có cái sự thu hút của người khác nhất định và làm cho cả nam lẫn nữ rất là hài lòng với cái thiên tính của mình. À, đó là cái những điều mà thiên tính của nữ mạng ha. Rồi thì nếu như nó ứng vào cái đó, ứng vào cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 cho thấy thì các nàng nó bị sao kế đôi chiếu mạng thường sinh nhiều rối rắm, tai tiếng thị phi, và cần phòng bệnh nạn. Cái sao kế đôi là một cái sao chủ rất xấu đối với nữ mạng. Cũng như đã nói ở trên là sao kế đô thì thuộc hành kim, thì đối với những người mạng thủy thì là tương sinh nên may mắn không gây nhiều thiệt hại. Ví dụ như có gặp khó khăn chống phá, có gặp cái sự bắt trắc trở ngại thì cũng sẽ có quý nhân giúp sức mà hóa giải. Hạn thì gặp thiên tinh, thì như đã nói là dễ sinh tranh chấp kiện thưa, đường tình duyên thì cũng có nhiều bất ổn. Nên cẩn thận trong mọi việc, nhất là bằng giấy tờ, giao tế, dè dặt, lời nói thị phi, thậm chí là có thể đáo tụng đình ở những tháng mà kiên kỵ xấu. Coi chừng bị người ta gài, ký vô cái gì đó, cái lời công an nó mời miết. Rồi, về tứ trụ thì thật sự là cũng không tốt đẹp. Về tứ trụ thì năm nay, năm 2019 là thiên hư, địa là địa xung, mà thiên hư thì nó ảnh hưởng tới cái sự xấu của công việc, địa xung là ảnh hưởng đến gia đạo, là cuộc sống không được như ý, công danh sự nghiệp trắc trở, mưu sự rất là khó thành, gia đình, sức khỏe, tình cảm đều có những cái dấu hiệu xấu ở trong tứ trụ. Thì có cái tuổi nào đó mà anh nhớ mình có làm cách đây mấy hôm
thì là người ta tứ trụ không được, người ta còn có cái tử vi kéo lại. Còn cái này mình tử vi đã không được, tứ trụ còn đi luôn à, tử vi tổng thể là mình không được, còn tứ trụ là đi luôn rồi, với thiên hư và địa xung thì là không có kéo gì lại được gì hết nha. Vận niên thì cẩu cuồng phong thì bất lợi trong những cái mối giao tiếp, dễ gặp cái chuyện mà nghịch ý trái lòng, và đặc biệt là cẩu cuồng phong là mình hay nổi nóng, hay giận hờn vu vơ, và hay làm những cái việc mà mình cảm thấy là có đưa ra những cái quyết định nó không tốt đẹp, cho nên là cần cẩn thận ha. Phối hợp các yếu tố trên á, đứng về mặt ngũ hành và luận giải á, thì cái năm 2019 á, là can kỷ ha của kỷ hợi á, nó thuộc âm, ngũ hành nó thì thuộc thổ, hợp thổ, trung vận là thiếu cung, cho nên thổ sẽ vượng à. Mà đối với cái người mạng thủy á, gặp năm thổ vượng là bất lợi, gặp cái tổng năm là bình địa mộc mình đã sinh xuất rồi ha. Nhưng rất may là cái đại hải thủy này là nước rất là nhiều, cho nên là cũng không có sợ lắm, không đến nỗi nào sợ cái năm thổ vượng, rồi là cũng có cơ hội thành công trước những cái trở ngại khó khăn à. Như vậy là sao hạn nè, vận thế, vận niên là bất lợi à, báo hiệu những khó khăn đang chờ đón các nàng. Hơn nữa đây là năm Phạm Thái Tuế à, như đã nói ha, năm tuổi công danh tài lộc thăng trầm, bất định mưu sự thì khó thành. Vì vậy á, năm nay á, không nên mưu sự chuyện lớn à, không nên mở cái gì mới mà cứ việc cũ mà làm à, dù có khó khăn á, thì cũng nên cố gắng tự động viên bản thân mình. Đây là năm xấu nhất trong những năm từ nhỏ tới bây giờ, từ ngày mình biết ra đời tới giờ, đây là năm xấu nhất, cho nên gọi là chữ nhịn thôi chưa đủ, nhịn nhục luôn ha. Ai nói mình nhục mình chịu, mình cứ cười chờ chờ ha, mày chờ đi ha, hết năm nay tao đọc cho mày coi ha, mình cứ nói trong lòng như vậy à, nhưng mà chứ còn không thì sự việc nó sẽ rất xấu. Có thể nói đây là năm rất không tốt của các nàng à, lúc thập hoa giáp á, mà của nữ á, thì mà không ai dám tranh mà xấu nhất đối với cái tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 à, ở trong cái năm Kỷ Hợi này cả. Cho nên là phải biết ha, bổn mạng sinh xuất gặp năm thổ vượng thì nó làm cho cái bổn mạng của mình đã yếu, các tinh quân tốt nó không phát huy được hết tác dụng. Mà gặp ha, vận niên vận thế mọi thứ gì đều không tốt đẹp với mình cả, thì các nàng nên nhớ, các em nên nhớ là các em phải cẩn thận. Người như đã nói với cái tuổi Nhâm Tuất năm vừa rồi thì em nói Quý Hợi năm nay giữ được mạng là ngon, là êm, còn mạng là còn tiền, thấy không? Mất cái nhà, mất cái xe, thậm chí mất luôn thằng chồng đều làm ra được hết, mất cái mạng không làm được à, cho nên là phải giữ nó, phải nhẫn nhịn mà để mà vượt qua. Dù là biết rằng nó mình từ xưa giờ mình làm tốt, mình là người sống hiền, sẽ có những cái thuận lợi. Tại vì bản tính của cái người Quý Hợi thì thường là hiền lắm, ít có người mưu mô xảo trá ha. Thì hy vọng là với cái phúc đức mà các em tích được sẽ giúp các em vượt qua năm nay một cách nhẹ nhàng hơn những người Nhâm Tuất năm vừa rồi ha. Đó là một cái giấy. Còn cái đó là về mà cái là xét về mặt tử vi đó, thì tiểu vận năm nay lại đi vào tháng địa à, có lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn các cái sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra à. Dù gì đi nữa thì mình cũng vào năm tiểu vận đi vào tháng địa cũng có cái chút ngon lành ha. Em à, thì tỏ cung tiểu vận anh tính có các sao á, thì nó các sao cố định thì có tuần, thiếu âm, tấu thư, thiên việt, hóa khoa đi với đường phù à. Các chiếu thì có các sao cố định như hóa lộc nè, phúc đức, thiên đức, quan phù, nhưng bị kiếp sát đà la các cấn chặn. Còn có thiên hỷ, trực phù, quả tú đi với lực sĩ, kình dương, địa võng à. Bên dưới thì có long đức, thiên khôi, long trừ đi với đại hao à. Phải nói rằng là nếu nhìn vào cái bảng mà đo sao tính mạng mà tới cái chiếu có các sao cố định như vậy á, thì rõ ràng là tốt xấu đang xen tùm lum hết, rất là khó tính mà
cái nào tốt, cái nào ảnh hưởng được và cái nào không ảnh hưởng được, thì lát nữa mình sẽ phân tích sau. Tại cung ấy gặp các sao lưu chiếu như là Thiếu Dương nè, Tử Phù, Phúc Đức, nhưng mà bị triệt khống chế. Các sao lưu chiếu thì gồm có Hóa Lộc, Phượng Cát, đặc biệt có Giải Thần, Thái Tuế đi với Thanh Long, Thiếu Dương, Đào Hoa, Lưu Niên, Vân Tinh, Thiên Khóc, Tiểu Hao, Long Đức, Thiên Khôi, Thiên Trù và đi với Đại Hao. À, cả các cái các cái sao cố định cho đến các cái sao lưu chiếu và đều có Tiểu Hao và Đại Hao đi chung. Như vậy là báo hiệu chắc chắn rằng các nàng năm nay thu ít chi sẽ nhiều. À, tuy có Hóa Lộc, Phúc Đức, Thiên Đức đi chung ở các sao cố định, tuy nhiên là bị Quan Phù và Kiếp Sát, Đà La và Địa Võng khống chế lại, thì có thể nói là Hóa Lộc, Phúc Đức, Thiên Đức là những cái mà đức, những cái mà mình tích lũy được, sẽ bị thằng Kiếp Sát, Đà La, Địa Võng này làm cho khống chế, bị hao hụt đi. Tức là thí dụ như mình có tích đức được thì năm nay nhờ cái đức đó mình vượt qua cái khó khăn. À, tuy nhiên mình cũng có một số các cái điều mà tốt đẹp, như có Thiên Hỷ nè, có Hóa Lộc, Phượng Cát, đặc biệt là có Giải Thần đi ở trong các sao lưu chiếu. Các sao lưu chiếu mà có sao Giải Thần á, thì như đã nói ở những cái video trước đây, thì cái sao Giải Thần này nó rất là hay. Cái tinh quân Giải Thần này ổng chuyên gia, ổng đi khống chế, ổng đi giải quyết những cái ông mà gọi là tinh quân xấu tác động tới mình. Nhưng mà ổng giải quyết được bao nhiêu ha, ổng ảnh hưởng á, từ vậy ổng phải nhờ vào mệnh của mình. Ví dụ như mệnh của mình vào năm đó được tương sinh thì ổng sẽ, cái tinh quân đó sẽ phát huy cái tác dụng tối đa. Tuy nhiên mà nếu mà năm đó mà như năm 2019 các em là bị sinh xuất, thì các cái tinh quân Giải Thần này là hoạt động không mạnh, cho nên là tổng năm cũng phải cẩn thận. À, như vậy ha, để xem coi nó khó khăn đến cỡ nào. À, với Đường Phù nè, Hỷ Thần nhập hạn nè, có niềm vui về công danh và tình cảm, nhà cửa cũng được, có thể là tân tạo, tân trang tốt đẹp hơn. À, có thể nói ha, là bên cạnh những cái mặt tốt của tiểu vận thì cũng có nhiều phá và bại tinh hội tụ, tạo nên những cái chướng ngăn hư hại trong cuộc sống. Với hai cái Tiểu Hao và Đại Hao đi chung thì không có bao giờ mà tốt đẹp. À, nói chung tất cả các sao như trên thì có thể nói rằng là năm 2019, năm Kỷ Hợi đối với người nữ mạng Quý Hợi, thì tiền bạc thấy đi ra nhiều hơn là đi vào. À, tử vi thì có Thiên Khóc nhập hạn á, là đặc biệt là sức khỏe dễ bị đau ớn, tinh thần thiếu phấn đấu, nhiều việc lo âu buồn phiền, là những tác nhân khiến đường công danh sự nghiệp dẫn đến mà nguy hại. À, cho nên có thể nói là năm tới xấu về cả công việc, xấu về cả sức khỏe. Tóm lại sự nghiệp, cái năm 2019 gọi là giữ được bình an là thắng lợi đối với các em rồi. Vận thế sao hạn và các cái tinh quân có xấu có tốt đang xen, tuy rằng có nhiều cái phúc tinh hội tụ để hóa giải phần nào những cái phá và bại tinh, nhưng tự thân phải dè dặt, nên bảo tồn sự nghiệp để chờ thời cơ thuận lợi, thành công thì để phát huy thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Mọi sự nôn nóng mà ở trong năm này, ví dụ như thấy thất bại và càng đầu tư ra thêm nữa thì càng chết, chứ không được gì cả ở trong cái năm 2019. Cho nên là cẩn thận hai các em ha. Đặc biệt đó là cái phần niên cẩu cuộc phong là hay, người ta hay nói là lúc nóng lên nó sẽ quên mất đi cái sự bình tĩnh, cái sự mà mềm dẻo vốn có của cái người mà Quý Hợi. Cho nên là các em cần cẩn thận nha. Rồi, đó là mà về mặt công việc. Còn về mặt tình cảm thì sao? Năm 2019 sao vận tất cả mọi thứ đều có nhiều cái sự bất ổn, cuộc sống tình cảm vì thế cũng không mấy an vui. Vì mình nói mà công việc không ảnh hưởng tốt,
thì dễ gây gổ ha. Ở ngoài mình không tốt đẹp thì mình về mình kiếm chuyện với chồng hoặc là gì kiếm chuyện với bồ thì nó sẽ có ha. Nếu đã có gia đình á thì cố gắng nhường nhịn ha, quan tâm nhiều hơn đến chồng con, đừng có vì cái sự khó khăn của công việc mà bỏ lơ cái thiên chức làm vợ làm mẹ của mình, mà ảnh hưởng đến cái gia đạo, vì năm nay nó rất dễ xung khắc, xảy ra rất là nhiều chuyện, đặc biệt là dễ có cái việc chia ly chồng con đó. Quan hệ đó, thì sinh tranh chấp vì lời nói gọi là thị phi đó, nếu giao tiếp nhiều với cái bạn nam á càng phải cẩn thận, vì gì đó là như đã nói ha, người chữ quý quý hợi của các em đó là vốn dĩ đồng ha, nhiều người theo lắm, cho nên là dễ siêu lòng, mà đặc biệt là thích chia sẻ nữa, cho nên là rất là dễ siêu lòng, cần cẩn thận ha. Có thể là vì những cái mối đó mà năm nay sẽ có cái sự chia ly giữa gia đạo, cho nên là cần cẩn thận. Năm nay á thì nếu như mà sẽ rất là dễ gặp quý những cái người bạn cũ, người xưa mình gặp mình không, người xưa mình chả bao giờ mình thấy có cái chút tình cảm gì hết, nhưng mà gặp lại thì dễ, rất là dễ sinh tình cảm để gây rắc rối ở trong cái năm cùng là năm tuổi của mình. Cái đó là nghiệp đối với những người mà đã có gia đình. Còn những người mà chưa có gia đình á thì nếu đã có mà người yêu á thì nên biết vun bồi ha, đừng có ỷ lại là mình luôn luôn là được cưng chiều mà xảy ra có chuyện, vì năm nay đối với cái sự xung khắc của các sao mệnh thì rất dễ xảy ra chia ly tình cảm không có tốt đẹp ha. Rồi về mặt sức khỏe thì năm nay can chi hoặc là mạng huyết đều là bất lợi, sức khỏe sẽ không được tốt. Với bệnh phù nhập mệnh nên quan tâm đến cái tai nạn xe cộ ha, đi xa cẩn thận ha. Bệnh phù mà nhập mệnh thì rất là dễ vào bệnh viện, cho nên là các em năm nay dù sao đi nữa đó thì vẫn là một cái năm rất xấu, có thể nói là không bị nguy nan, tức là không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà bị suy yếu về tính mạng rất nhiều, cho nên các em cần cẩn thận để đề phòng. Còn tùy vào tháng, vào cái vận mệnh của tháng cũng như mọi thứ để mà có thể gọi là sống tốt hay không. Với lại đó là có thể thành người này thì chỉ bị nhẹ, người kia bị nặng, thì hãy phải anh hay nói vui là phải xem lại cho mình ăn ở ra sao, chứ nếu mà ăn ở không đàng hoàng thì cái chuyện mà tới lúc nó đổ ra cái nghiệp thì nó làm ào ào thì cái chuyện đó rất là bình thường thôi, đúng không? Gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi, không thể nào mà ấy được, cho nên là các em cần cẩn thận nha. Rồi trên đây là cơ bản những cái tử vi bổn mạng của cái người nữ quý hợi sinh năm 1983 đối với cái năm kỷ hợi 2019. Với cái năm kỷ hợi này thì nó có rất nhiều điều mà các em cần phải chú ý. Anh chỉ tóm lại ở những một cái điều như thế này thôi. Năm nay là năm tuổi sao hạn không tốt, rơi vào thái tế, thì tất cả những cái điều xấu đều là những cái mũi dao chĩa vào mình. Ở trong mình có một vài cái tinh quân tốt để có thể gọi là khắc phục lại, dù rằng là nó khắc phục được bao nhiêu hoặc là như thế nào đó thì còn phải tùy vào cái phúc đức mà các em có thể tạo được ở trong cuộc sống cũng như cha mẹ mình để lại cho mình ha. Đừng có mà ỷ lại. Tóm lại rằng năm nay vẫn là các em là người xấu nhất trong cả cái tuổi nữ, cho nên là đừng bao giờ ỷ lại một điều gì, và hãy cẩn thận luôn nói với mình toàn mạng ở trong năm này, năm kỷ hợi đã là thành công. Thì anh có làm luôn cái vận hạn 6 tháng đầu năm 2019 đối với tuổi của các em, để các em có thể mà biết là tháng nào cực xấu và tháng nào tốt, để mà mình có cái sự chuẩn bị và mình linh động để mình vượt qua. Rồi tháng giêng là tháng giêng của năm kỷ hợi 2019, đó là tháng bính dần, một tháng hỏa. Như vậy là mệnh thì các em mệnh thủy sẽ khắc hỏa, bổn mạng tương khắc tháng, phòng bệnh nạn bất ngờ ha. Vô cái đầu năm cái phê là thiên can bính quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên là bính thuộc hỏa, quý thuộc thủy, cho nên có thể nói là về mặt tạm âm ngũ hành là tương khắc,
sẽ có chút rắc rối ở trong công việc. Đầu năm vô là cái công việc nó có cái sự gì đó khẩn khẩn liền, chứ không phải là chờ gì lâu. Gặp mà cái tháng mà gọi là thủy khắc hỏa nữa, là bổn mạng tương khắc tháng nữa, các cái tinh quân tốt sẽ không được hưởng lợi, sẽ không phát sáng, mà các tinh quân xấu sẽ phát huy tác dụng của nó rất là nhiều. Nên nhớ là xấu tốt năm nay đang xen rất nhiều, có những sao rất xấu và có những sao rất tốt ở trong cái tử vi của năm. Thế ha, thằng nào mà tháng nào mà nó phát huy được thì nó phát huy, thằng nào không phát huy được thì thôi, chứ là chết luôn á. Ha, năm ăn năm thua. Địa chi thì Dần Hợi, Dần Thân Tỵ Hợi, người ta nói tứ hành xung, nhưng mà cặp địa chi Dần Hợi này ngoặt ngoài ra nó còn là lục hợp may mắn mà ha, nó là lục hợp thì nó sẽ đem đến may mắn trong gia đạo, ngoài ra còn có ảnh hưởng tốt trong chí xíu ở trong công việc. Tự nhiên nó không phải là cái địa chi mà gặp lục hợp á, thì nó ngoài cái may mắn ở trong gia đạo, các tình cảm gia đình được vui vẻ, từ vì tháng này tháng giêng mà mình cũng dự báo được, thì các mối quan hệ ở ngoài xã hội nó cũng rất là hanh thông và dễ dàng. Ngon lành ha. Rồi tiếp đến là tháng 2. Tháng 2 của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Đinh Mão, một tháng hỏa tiếp tục hỏa âm. Như vậy tiếp tục là mệnh thủy khắc hỏa, bổn mạng tương khắc tháng, phòng bệnh nạn bất ngờ như trên. Nói chung là hai tháng này hai tháng hỏa, cho nên là cần để ý một chút xíu về sức khỏe. Gặp là mình năm nay là sinh xuất bổn mệnh rồi, là không tốt đẹp rồi ha. Thiên can quý thì nó khắc đinh. Gặp thiên can tương khắc sẽ gặp nhiều khó khăn chống phá trong công việc ha, cẩn thận vướng kiện tụng. Đối với các người nữ mạng về mặt giấy tờ, để ý nha. Địa chi thì lại là nhóm tam hợp Hợi Mão Mùi, dấu hiệu của nhiều sự may mắn. Ngon lành. Như vậy thì cái tháng 2 này ngoài cái việc tốt đẹp về địa chi, cũng giống như tháng 1 là các mối quan hệ trong cuộc sống gia đạo ổn định, thì công việc là thiên can bị quý khắc đinh ha, cần cẩn thận nhiều điều. Dù gì đi nữa là mình khắc tháng thì gặp khó khăn thì mình cũng giải quyết được đơn giản, chứ còn mà nếu mà tháng khắc mình thì phải để ý vấn đề. Nhưng mà có khắc là thấy mệt rồi ha, cho nên là các em cần cẩn thận ha. Rồi tiếp đến là tháng 3, tháng 3 âm lịch của năm 2019, tức là tháng Mậu Thìn. Tháng Mậu Thìn này thuộc gốc mộc. Như vậy là mệnh thủy sinh mộc, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe yếu, cẩn trọng va quẹt chạy chỗ đại dân. Thiên can thì mậu hợp quý. Thiên can thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp đa về chủ về chữ lễ, công việc làm dễ gặp thuận lợi, cẩn thận vẫn nằm trong cái năm mà gọi là cẩu cuồng phong. Dù là mình được cái thiên can của tháng lục hợp thì nên nhớ rằng năm nay phần năm cái vận niên vẫn là cẩu cuồng phong, sẽ từng hôn hấp tấp bất cứ một cái chuyện gì ha. Thìn Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp với nhau. Như vậy thì tháng 3 tươi tắn hơn tí hơn tháng 1, tháng 2 ha. Vì dù sao công việc thuộc ngũ hợp thì nó sẽ sinh tài dọc, lại dễ sinh tài lộc ha, có được cái sự tốt đẹp. Dù sao đi nữa thủy sinh mộc là sinh xuất đỡ hơn là bị tương khắc, nhẹ nhàng hơn về sức khỏe, không có quá nguy hiểm. Tiếp đến là tháng 4 của tháng 4 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 là một tháng kỷ tỵ. Tháng kỷ tỵ thuộc gốc mộc tiếp. Như vậy mệnh thổ, mệnh là thủy sinh mộc, bản mệnh sinh xuất tháng, cẩn thận bệnh nạn tai nạn nhẹ nhàng ha. Thiên can thì không tốt đẹp. Thiên can thì chữ kỷ của kỷ tỵ, năm nay năm kỷ luôn, năm 2019 là kỷ rồi, gặp tháng kỷ luôn khắc cái chữ quý, tháng tương khắc thiên can, gặp nhiều khó khăn chống phá trong công việc, cẩn thận vướng lao lý và hao tài. Tháng tư là tháng coi bộ không êm rồi ha. Địa chi Hợi Tỵ Dần Thân Tỵ Hợi, Tỵ Hợi lục xung. Lục xung là mô tả sự chống đối, đối chọi lẫn nhau,
Điều này cho thấy gia đạo khó yên, các mối quan hệ xã hội sẽ đem đến rắc rối. Như vậy là tháng Kỷ Tỵ có thể nói là một tháng đầy khó khăn và nhiều điều mà phải để ý. Tại vì sao? Tại vì là thủy sinh mộc là bản mệnh bị sinh xuất, bản thân các cái tinh quân tốt đã không được tương trợ rồi, mà gặp thiên can thì bị tương khắc, địa chi thì bị lục xung, làm sao mà không có chuyện được. Cho nên là nếu là các em thì phải cực kỳ cẩn thận. Tại tháng 4 là mình khoảng tháng 5, đầu tháng 5 tới tháng 6 đầu tháng 5 của dương lịch là cần cẩn thận nhiều, tới khoảng đầu tháng 6 các em cẩn thận nha. Rồi tiếp đến đó là tháng 5 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 5 âm lịch thì nó là tháng Canh Ngọ. Thì tháng Canh Ngọ là như sau: mệnh Canh Ngọ là thuộc thổ, như vậy mệnh là thổ khắc thủy, bản mệnh bị tháng tương khắc, sức khỏe đặc biệt cần cẩn trọng, rất dễ gặp tai nạn và bệnh nặng, cho nên là cần cẩn thận ha. Thiên can Canh Quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, không có ảnh hưởng nhiều đến công việc, sức khỏe vẫn là vấn đề chính của cái tháng năm. Địa chi Ngọ Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp. Như vậy cái phần mà công việc và gia đạo của cái tháng năm có thể nói là êm hơn, rõ ràng tốt đẹp hơn là cái tháng tư. Tuy nhiên là cần cẩn thận cái về mặt sức khỏe và bệnh nạn, vì nó là tháng thổ khắc thủy ha, năm là năm thổ vượng, thổ vượng, cho nên là cái tháng 5 tháng 6 là thổ cực vượng, mà thổ cực vượng thì không tốt cho những người mệnh thủy. Có thể nói mình nói vui chứ mình cũng dự đoán sơ sơ là vào cái khoảng tháng 5 tháng 6 năm 2019 âm lịch, tháng 5 tháng 6 âm lịch 2019, rất dễ có cái việc xảy đến thổ nó sẽ hoạt động mạnh, có thể là sụp đất ha, hoặc là động đất hay là cái gì đó làm cho cái năm 2019 sẽ có những cái tai nạn xảy ra đáng tiếc ở trong cái năm 2019, năm thổ vượng. Có thể nói là khắp nơi trên thế giới sẽ có động đất khá khá nhiều chỗ đó ha, tai nạn về đất, cũng như năm nay 2018 tai nạn về lửa khắp nơi, từ năm này năm hỏa vượng đó. Rồi tiếp đến là tháng 6 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, nó là tháng Tân Mùi, tiếp tục là một tháng thổ. Như vậy thổ khắc thủy, bản mệnh tương khắc tháng, sức khỏe yếu cần cẩn trọng bệnh nạn, cũng giống như cái tháng năm là tháng 6 này là tháng thổ, mà thổ thì nó khắc thủy, cho nên là bổn mạng của các em sẽ bị yếu, bị suy giảm ở trong những cái tháng này. Mà khi mà bổn mạng bị yếu, bị suy giảm, bị khống chế thì các tinh quân tốt nó không được tương trợ và nó sẽ bị mất tác dụng, và đặc biệt là các tinh quân xấu sẽ phát huy tác dụng của nó một cách cực kỳ nguy hiểm, như Đà La, Thiên Khóc, rồi là Đường Phù, Bệnh Phù, mấy cái nãy mà anh có đọc cho các em nghe ở trên, thì sẽ đem đến nhiều rắc rối. Thiên can Tân Quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cũng giống như ở trên, còn nên là có thể nói là ok. Địa chi thì lại là thuộc nhóm tam hợp Hợi Mão Mùi, dấu hiệu nhiều may mắn, có nhiều tốt đẹp cho gia đạo. Thì có thể nói là tháng 5, tháng 6 âm lịch vẫn là cái phần nặng về bổn mạng, còn công việc và gia đạo thì đối với tuổi của các em thì không có vấn đề. Như vậy thì anh đã tổng hợp xong cái tử vi, cái vận hạn của 6 tháng đầu năm 2019 đối với tuổi của các em. Hy vọng rằng nó là một cái hành trang, nó là một cái thông tin để mà các em có thể mang theo ứng dụng vào cái năm đầy khó khăn 2019, năm Kỷ Hợi. Hy vọng rằng là tất cả mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng, được cái đức năng của các em giúp các em vượt qua cái khó khăn, cái khúc cua này một cách gọi là an toàn. Rồi rất vui vì mọi người đã chú ý lắng nghe cái video này. Nếu như mọi người thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cho mọi người khác tuổi Quý Hợi, nữ mạng biết mà ứng dụng vào cuộc sống.
Hẹn gặp lại mọi người ở những video về tử vi các tuổi khác của năm 2019. Bye bye.